Mọi người ơi, có ai đi quán mời gãy vô xem, ủng hộ cánh với Có một hai người vô mà thấy lâu quá họ lại rồi họ lấy ra rồi Bữa đến dư là mình bị ốm Cho nên bên y mới trở lại mọi người ạ Thì mời có ai đi quán thì mời mọi người rảnh ghé vô xem, ủng hộ cánh với nha Thì mình nói về cái thằng Nguyễn Văn Đai đấy, bác khía Bác khía Nguyễn Văn Đai đấy Thì nó là lưu lạc ở cái nước Đức từ lâu rồi Khoảng đâu phải gần chục năm rồi là nhưng mà khổ sở như thế, thiếu thốn như thế, buồn bã như thế, cuộc sống là trắm đường bế tắc. đó nào. nhưng mà nó vẫn chưa biết chán, mà nó vẫn không hề chán. Vẫn là cứ hoáng tưởng, ảo tưởng một cách không biết là chúng nó có phải là dùng cái kém đánh răng là sách tay tư pháp về hay sao mà có lấy truyền nhiễm theo cái kiểu gì truyền nhiễm theo cái theo cái kiểu covid à hay sao mà nó no, nó no, nó no, nó no. Nó, nó, um, gọi là nó ảo tưởng cực kỳ luôn là ảo tưởng mình xin đọc đấy là cái cánh của là Nguyễn Văn Đai nha mọi người mình lấy cái bút đấy là cái cánh của Nguyễn Văn Đai nha mọi người đấy. mình không biết đăng cái cách mà bấm để mà cả mọi người đọc được tính á thì ở đây mình xin đọc là hắn nói rằng là cô bé ra Mỹ hỏi tôi là chú có tai Đức như Quang Linh vlog không Uh, thì uh, nó hỏi lại nó nói nói rằng là tối hỏi lại thì tức là nó hỏi lại đấy nha mọi người. Quang Linh có dám đấu tranh với Cộng sản Việt Nam để đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam không? <laughs> Cháu kéo tổng trong uh, dẹp Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đi để chú và Quang Linh ra tranh cử với nhau, sẽ mai thắng cử rồi im lặng nghĩ rằng là hắn hỏi cái câu hỏi khó quá đi mà bé tra mỹ không trả lời được cho nên là à, sau là có cái chữ im lặng là vì cái bé kia nó thấy khó quá đấy là theo cái suy uh, suy nghĩ cái hiểu biết của nguyễn văn đai nha mọi người thì dư ở đấy thì mình cũng thấy nó ngoài đời khá nhiều lần rồi đó mà mình nghĩ là một kẻ mà cu bớ cu bất Đấy, hello chị yếu cùng cả nhà chào phát pháp nha đấy một kẻ cu bớ cu bất mà như cái thằng nguyễn văn đai đấy mà vẫn chống công uh, hàng chục năm nay từ việt nam thì mình chưa nói mà sáng đây nước đức này thì có khi là đến gần cả chục năm rồi mà đến chứ nó vẫn chưa tình đấy đến chứ nó vẫn chưa tình đúng là phải nói rằng là người ta nói là cái, cái gì Gọi là cảnh uh, chửi dãi chửi dài và ngủ dài ngủ dài ngủ lâu nhất thiên hà đúng là bác quế Thật á Đấy là chắc chắn không phải là bé nào hỏi hay không bé ra Mỹ có hỏi nó hay không Thì uh, mình không quan tâm đó. Nhưng mà ở đấy nhiều khi Cũng có khi là chúng nó uh, biết Tự đặt ra cho mình cái tình huống để chúng nó từ hỏi từ trả lời tức là từ kiếm cái cớ để cảnh xé đảng cộng sản đấy chứ ai đời mà đi hỏi thằng nguyễn văn đai rằng là chủ có tai đức như quán lính vừa Lộc không được một cái phép xó sánh gọi là quá khập cảnh của thằng Nguyễn Văn Đài chỉ là gió tân tết mà những cái việc làm và trường nghĩa đạo đức nhân văn của Nguyễn của Quang Linh Vừa Lộc đây là nó giống như là mấy bảy ở tân cáo thì Nguyễn Văn Đài làm sao mà gặp được mà nói như đúng rồi đó nè đến ăn xịt chơi trong cổng hả chị ơ ừ, đúng thằng Nguyễn Văn Đài đó em đây thì cùng trước khi mà nói Nguyễn Văn Đài từng thưa biết là con nấm đã nói rằng cái khí mà sang được bên UF Á rồi đấy thì ra khỏi đường á, ra khỏi cái sân bay Mỹ đấy thì nó thấy hai dọc đường hai bên dọc đường là toàn là lêu chồng của dân ôm lét tức là người vô giá cứ đấy đây, thì nó về đã sau đó nó đã làm việc cái tốt rằng là nước Mỹ là không vĩ đại như chúng ta tưởng đó là, mà thằng Đài mày sáng nước Đức rồi mà mày cũng không trải nghiệm được gì ở cái nước Đức cả để coi rằng là so sánh rằng là cái chế độ tư bản và uh, chế độ cộng sản là có cái gì tốt cái gì xấu mà từ dân cư giống như kiểu mà uh, chó sủa trắng đấy nói một cái rất là vú vớ rồi giống hệt như kiểu chó sủa trắng luôn không hề có một cái suy nghĩ hay là một cái phép rõ sánh gì tất nhiên là nước đức cái cách sống và cái 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 cái, cái, cái pháp luật rồi là cái nhân cách của người đức là tên người mỹ rất là nhiều đó này. vượt xa tốt hơn người mỹ rất là nhiều đó là thì dù rằng tất nhiên đó là cái cái pháp luật của họ tốt pháp luật của họ nghiêm minh nhưng những cái tốt cũng có cái chế độ cái chế độ của họ cũng có những cái mà thua đảng cộng sản tại sao mày không đưa ra đấy để mà tránh biện rằng là cộng sản là có cái gì tốt cái gì xấu rồi hoặc là, là tư bản có cái gì tốt cái gì xấu đấy tại sao mày không làm phép rõ ràng như thế mà cứ nói rằng là đảng cộng sản im luôn luôn là xấu cháu kéo tổng trọng dẹp cộng sản việt nam dẹp năm thế nào mà dẹp trong khi đang vì cộng sản vì người dân quá mến yếu cái chế độ của đảng cộng sản mà nếu kéo bác tổng ở lại hái nhiệm kỳ là 10 năm rồi bác đáng lẽ cái giờ này á là bác nghỉ hưu đấy dành thời hết thời gian trong ngày trong tháng là vui chơi vui vầy à, với con cái thăm thú bạn bè đó chứ bác có phải cái giờ này là có phải bác có phải là cong lưng ra để gánh cả là hái vái là gánh đâu đất nước đâu đúng không Mày nói ranh ngú nguyễn văn đai ạ, à, mà cỡ như may á, thì tao nói thật á, nói chửi may ngú thì tao cũng muốn là mang khẩu nghiệp chứ mà cái trình như may thì làm răng mà chống đất công lật bằng gạch góc nào không nói như con nấm nhá, không thể lật Cộng sản bằng vỏ môm, vỏ môm tạc ông đã lật 48 năm vỏ môm rồi mà cả ông cứ đứa vỏ môm ra để lật, mà đã lật được góc nào chưa? Trong khi những cái bọn mà, uh, bọn mà giang hô giang hãng mà ở bên, uh, bên bên uh, USA đấy, bắt con nấm là một ngày phải làm hai lịp chỉ Cộng sản đấy, về này là phé cho Mỹ đấy đây thì con nấm nó nói rằng là túi đoan ra bước chân ra khỏi nhà là phải về tao phải ăn cùng phải tiền nói có ra tiền không nói mà ra tiền là túi nói mà nói cho con dư mà đi đến đâu nhờ cái địa điểm nào cũng phải có tiền mới nhờ được đó này. và là à, các ông nói cái chuyện là cứ xúi túi là chửi cộng sản nhưng 48 năm chửi cộng sản rồi các ông chỉ có lật vỏ mồm mà chiến về cộng sản là phải súng đạn như xưa đó mà chưa làm được gì con cống địch chạy thì dư 48 năm rồi thì các ông cũng chỉ vỏ mồm cho con lật được góc nào đâu giả sử như các ông có cái quỷ uh, nào đó để mà mua uh, múa súng đàn khí cân nó kia các thứ để, để mà bay bính bổ trần thì có thể thì con hy vọng chứ con dư con nấm sáng thì cùng tịch ngoài luôn À, dư Nguyễn Văn Đai mai còn nói làm gì mai không cần phải kìa ra là ai hỏi mai cả mà nhìn cái mặt của mai và mở cái miệng thấy mai đổi chất uh, là la um, gọi là uh, giáo lưu với mai vài bác cấu là đã biết mai là cái thằng vô nhân tính vô đạo đức rồi không tổ quốc rồi đấy Chứ cần gì phải kia nói rằng là cô bé tra mỹ hỏi tôi là chú có tai có đức như quang linh vừa lọc không? Mày tuổi gì mà đòi sánh với quang linh vừa lọc? Còn lâu. Ôi, chào Thủy Liệu đau nha. <laughs> khỏe anh em? Mưu khỏe không? Đấy, mày nói tao ốm bên dưới mà đến dư mà nói là dòng vẫn nó khắn. Ổn ốm là mình mất dòng luôn mọi người cho nên không nói được mà tại cái thang này với này cái chuyện đất rừng phương nam về bừa đến dư nhiều chuyện quá thì dư á à, ta nói với nguyễn văn Đai rằng là cái, trong cái comment này á ta nói mày là mày xuống đi cho mày treo trên trọt vọt mày ngồi trên ngọn cột điền á rồi mày bảo rằng là nhìn mày nhìn dưới á mày nhìn xuống dưới á tưởng là vợ đờ quáng linh vừa quán lộc là thập phân mày chứ tao nói thật á là mày cẩn thận con ngảo có treo cáo thì cũng vừa thôi Có hoáng tưởng thì cũng vừa thôi Đấy Chứ treo trên cột điện rồi mà ngõ Binh thiên hà như mày á bình quang vơ lốc như mày á Thì ta nói lở mà gió mà thổi cậy Rồi mà may mà rơi cãi á Thì má mày nhìn không ra đâu nguyễn văn đài Đó nếu mà ngả về thực tế nói về đời đấy có hai ý ngả về thực tế thì sự 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 thật mà ngả cái ngọn cột điện xuống thì đúng là mã mày nhận không ra đó nè, đó là cái, cái 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 một ý một ý nữa về đấy là cái nghĩa đen cái nghĩa bóng nhưng mà cũng là thật ở đây vì là mày ngạo quá vì là mày ảo tưởng quá Đấy, cho nên á, mày cứ tưởng rằng như những lời mày nói ra là đúng Mà chính cái dòng tư tưởng và cái suy nghĩ của mày Mới làm cho mày hỏa thân của mày là từ cái chỗ là có quê hương, bản quán Có cha mẹ, gia đình, có người thân nhá. Vỡ tay cái là thêm gì là có ăn cái đó Muốn trút bầu tấm sự, muốn truyền cho cái gì giải tỏa bức xúc là có ngay đó nè nhưng mà á chứ... Đến cái thời điểm này thì tại vì cái gì? Có khi nào mà mày hỏi rằng là tại vì sao mà chứ mình lại thăng một, thành là trở thành một cái kẻ lang thang nơi đất khách quê người như thế này chứ? Có bao giờ mày đặt câu hỏi cho bản thân mày như thế chưa? Mày kịp có bao giờ mày tự hỏi lại những cái hành vi của mày làm là mày có kiểm soát được nữa hay không? Đấy, mà từ một con người có tổ quốc, có quê hương, bản quản, cha mẹ, dòng họ, vừa con, em út. Đấy, mà trừ, 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 trở thành may là một cái kẻ mà tự cổ vô thân, giống hệt như một con chó hoang luôn. Đấy, giống hệt như một con chó hoang mà vô nghĩa, chả làm được cái gì cho đời, mà chỉ làm cho cha cho mẹ may thêm xấu hổ. Chứ con dư mà nói mày mà đem so sánh với quang linh vừa lốc Thì mày tuổi gì mà so sánh với quang linh vừa lốc Chứ đủ tuổi đây à Tuổi đời thì chắc là mày già hơn mày nhiều hơn đó Nhưng mà cái tâm về cái tấm á Thì mày là cái gì mà đòi so với quang linh vừa lốc Con lâu Chào Sơn Minh nha, chào Lê Thị uh, Thủy Đấy, quán lính vân lốc nó tuổi trẻ mà tay cao Đấy, cái tấm hôn nó trường nghĩa, nó làm những cái việc đại nghĩa cho cả cộng đồng mà Mà kể cả những cái thăng tây lống mà ở cái xứ của mày đấy Chưa làm được, họp hết lần này, hành hết lần khác Nhưng mà cả cái thế giới này đấy, chưa ai làm được hết Mà chỉ có cái người là gọi là như quán lính vlog đấy Là gọi là trấn chấn phen đấy gọi là chân con dính mũi phen mà gọi là cái gì chấn đứt nứt tuyệt à cái 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 chân cái gì mà chân nứt chân tuyệt cái gì gì đó là một con người rất là bình thường em chào chị chị chào lễ thì thì chào nguyễn Hoa. đấy trong khi cái sự tư bản á rồi hồi nhân quyền thế giới là hàng trăm năm nay chứ không phải là một năm đấy toàn là những cái ống bùng phê mà hỏi trán đấy tức là tuổi già tuổi đời là nhiều hơn tuổi người đấy đấy tuổi đời là sắp xỉ cắm đấy đấy mà chưa hề là không hề làm được một cái gì gọi là có một cái 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 cái, cái đồ bền chặt mà hay là cái suy nghĩ thật thông minh mà như là và thật và thật sự là tài năng tiềm ẩn Tiêm ẩn một cái tài năng tức là người ta không cho con cá cho ai đó thì cho con cá thì ăn hết con cá mẹ rồi là lề lại cứ đói đó là cái thằng tư bản mà uh, gọi là từ thiền cho dân châu phi châu ở châu phi đấy đấy cho con cá hoặc là bao nhiêu trực thăng bao nhiêu máy bay là vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm đến châu phi thì cũng ăn bằng hết rồi thôi đó còn mà cái người khốn á như quang linh ấy thì là một người thanh niên mới mà gọi là một đứa trẻ mới lớn lên thôi học hành chưa chắc đã đủ đã đủ học hành thì chắc chắn là phải thua mấy thằng tây Lông rồi bởi vì mấy cái thằng tây Lông mà mà đã mà ở cái hiệp hội nhân quyền như thế thì hắn phải là à, tinh trình đồ là thạc sĩ trở lên rồi đấy chứ con quang linh vừa lộc là chỉ là chắc là có khi là học hết cấp ba đó, nhưng mà người ta biết là chó cái cần. Đấy, vừa cho con cá mà vừa cho cái cần, đó mới là bay chó cái đường hướng làm ăn thì đó mới là cái quan trọng mà cả cái xứ tư bản không hề làm được. chưa không đứa nào làm được thế chứ cứ cho cứ vặt cả đến cho thì cho ăn hết cả men rồi thôi chứ có nghĩ gì là đến khai thác trong khi đó là đất đai để hoang đất đai rất là tốt phi nhiều thì để hoang con người cũng rất nhanh rồi ăn rồi là chỉ có nhảy nhót suốt ngày đấy về đẻ ăn về đẻ đây, mà cái sự tư bản mà toàn thăng bùng bùng phê là đầu trọc mà không nghĩ ra như quang linh là cho cái cần cho con cá là để khắc phục cái thời điểm đói khổ hiện tại và cho cái cân cấu tức là cái đường hướng cái đường cái, cái cúng cách để mà làm ăn bay cho những cái cách là 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 là, là để trồng trọt đấy để mà làm ăn thì ai làm được như The quang linh vơ lốc và quang linh vơ lốc đã làm và đã làm được và hơn hẳn những cái thằng tây là trọc đầu đấy thì cái cờ như mày có là tuổi gì đấy cờ như mày thì cần là gọi là cốc kẻ gọi là cốc ghẻ ngồi đại giếng chứ có cái gì mà 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 đòi sánh được với là quang linh vơ lốc Cháu mới biết em này. <laughs> Quang Linh vừa lóc ra cô đúng đó, Quang Linh vừa lóc ở trong phí cho con. Đấy. Thế cờ như may là không thể là làm được, mà nếu như may á mà ở cái tâm này rồi thời gian này rồi mà mày còn nghĩ rằng á, là mày ngắn tâm với bởi với quang linh Vơ lốc bởi vì mày nói rằng à, cháu kéo tổng trọng dẹp cộng sản việt nam đi để chủ và quang linh ra tranh cử với nhau xem ai thẳng xem mai thẳng cử rồi mày chậm chậm là im lặng là có nghĩa là bé không trả lời được thì tao nói với mày mày chỉ bằng cái mỏng chấn của quang linh Vơ lốc thôi nha bao nhiêu khôn ngoan của và cái lòng quảng đài của là 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 quảng linh vừa lộc đấy thì mày chỉ bằng cái mỏng chân của cái quảng linh vừa lộc thôi thì cái giờ này đấy mày đang đề huê với vợ với con với cha với mẹ với quê hương bản quán không chừng là, là là, ở nhà lâu rồi là lên xe xuống ngựa là 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 ở việt nam đấy cũng chưa chừng nè cho nên vì cái tội Mày không bình thường, mày ngạo quá Mày ngu ngục quá Mày ảo tưởng quá Cho nên á, mày mới sáng đấy để làm trò hoang Nghe không nè à? Thì dư, tao đã thạc tên mày vào rồi Thì mày vào đi, tao chào mày Tao gọi là mời sẵn sàng mời mày lên đổi chất với tao luôn Đấy, bao nhiêu năm mày lưu lạc ở cái xứ này rồi Ở cái xứ tư bản rồi Thì mày sướng, súng sướng hay là mày khổ hay là mày có cảm nhận được những cái ánh mắt mà của cái người bản địa đang kỳ thì mày hay không hay là cái tâm của mày không hiểu nổi không cảm nhận nổi cái ánh mắt ghẻ lành kỳ thì của người bản địa mà tao nói ở đấy thì cái nói chung cái từ người bản địa thì chắc chí mày đã hiểu người bản địa là cái người đức ở cái nơi mà mày sử từ, từ bản mà mày đang ở đấy cho nên á à, không biết thì thôi à, nguyễn văn đài ạ à. đấy cái bọn thời bảo nhà chúng mày cứ nói rằng là thời bạo đức cứ xuyến tạp chống bắc đồng thế nào thế kia cả là cái đạch chứ à. cả hoặc loát nói như đúng rồi đấy nếu như mà cái sự tư bản mà thật sự là súng sướng đấy thì mày cũng đâu có phải lang thang mày ở đây mày cũng có thể là kiếm kiếm gái gú rồi thì là cũng có thể là gây rừng tìm công ăn việc làm nhưng mà mày đâu có mày đâu có được quyền bởi vì muốn tìm gái gú cũng phải có tiền mà tiền thì ai mượn mày cái công việc gì mà để làm ra tiền đấy cho nên là cái loài như mày đừng có khoác loác vừa thôi ồ răng này không nghe em cô chửi thằng nào đấy để, để cháu gặp vui <laughs> chửi thằng ở đấy là bữa nay chủ đề này là có thằng nguyễn văn đai thằng nguyễn văn đai bà quế đấy thằng ở đức với đất rừng phương nam và nguyễn phương hằng không nghe chỉ hết chị t à, chào phương thanh dư nghe chưa em cuồn cuồn nào cuồn cuồn đi bà con ơi cuồn <laughs> cuồn thì cũng có lý do à nghe rồi à thì à, chờ cô nói sáu cung vì bữa nên dư nói nhiều quá rồi đây cho nên ở đấy bác quế chúng mày đừng có ảo tưởng đây thì dựa cái khí mà đu cang mà chạy về mỹ đấy thì để chữa thèn là không biết cái thằng nào đó thằng tưởng nào đó là nói rằng là 20 năm sau là chúng tôi trở lại việt nam là không bằng bom đạn đấy không bằng bom đàn mà bằng đô la và máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay nội bài thì đến 20 năm sau thì dư 48 49 năm rồi chúng mày vẫn chưa làm được mà chỉ là ở cái mức đáng là diễn biến hòa bình đấy đáng là bay to để là gọi là diễn biến hòa bình là đình đông hỏa đình đông hỏa cái dân tộc việt nam này thì còn lâu chúng mày đừng mồng tưởng đấy Một thích đu càng là nửa phải không Đấy Thì dư á, chúng mày nói rằng là à, Rõ ràng ràng là cách màng mau đấy Cách màng mau là đồi nguy trở lại Đáng ngay một càng rõ rệt Đáng ngay càng rõ rệt Nhưng mà rõ thì rõ Nhưng mà ta nói á Không bao giờ chúng mày đạt được cái mục đích đó Đấy Bởi vì hơn ai hết Cái dân tộc Việt Nam này Đó dân tộc Việt Nam này là hơn nay hết là dân tộc Việt Nam nay biết được cái giá trị của hòa bình tự do như hôm nay là phải đổi được biết bao nhiêu là sương máu của ông cha của con của cháu của chồng của vợ của con của nói chung là 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 các cái bậc tiên nhân ấy, thì mới có được cái cuộc sống ngày hôm nay thì đứa nào mà vẫn sinh nguy đứa nào mà vẫn sinh cái sự tư bản mà nói rằng là làm cách màng mau á thì cái thằng đó vẫn là cái thằng ngu chứ nếu là khôn ngoan và tỉnh táo á thì chúng nó không ăn lốt số mà cái kiểu mà làm cách mằng mau giống như nga hay là giống như ta hay là u ca đấy mà người ta sẽ làm sang lóc những cái gì là con thua đấy con thua cái, 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 cái chế độ tư bản và những cái gì là ưu việt cho người dân thì sẽ mãi tồn tại thì đó là chế độ của cộng sản nhà nguyễn văn đai thì giờ mày nói rằng là dẹp đảng Cộng sản ấy, không bao giờ dẹp được cả. Và đảng Cộng sản cho dù là số con rất ít, trên cái thế giới này con rất ít, nhưng mà con lâu mà dẹp được. Cho nên tổng lại là nói với Nguyễn Văn Đài rằng mày chỉ ước chí mà mày chỉ được một cái phần mươi quy mỏng chấn của Quang Linh vợ lộc thôi là cha mẹ dòng họ nhà Mỹ đã phượng và dân tộc Việt Nam đã phượng Đức lắm rồi. 你看。Nah, <laughs>